Sức mạnh là thế giới duy nhất mà chúng ta có thể yêu. Bố già là một từ tốt, nó có nghĩa là sự tôn trọng và sự tình thân. Tài sản chỉ là một cách để giữ sức mạnh của bạn. Thế giới này chỉ có hai loại người, những người mà bạn sử dụng và những người mà bạn choáng vấn. Sự trung thành là một tính cách quan trọng, nó có thể làm cho bạn tồn tại hoặc làm cho bạn chết. Nếu bạn muốn trở thành một vị vua, bạn phải tìm cách để giữ vững sức mạnh của mình. Bạn phải trở thành một người mà mọi người sợ và tôn trọng. Sức mạnh không phải là một tài sản, nó là một trách nhiệm. Tất cả những gì bạn cần là một ý tưởng và một sức mạnh để thực hiện nó.